Rồi bây giờ thầy có 6 bao lì xì nha. Thầy sẽ viết thư pháp thầy tặng cho các em. Thầy vẽ đi chút xíu thầy viết cho. Cái chủ đề năm mới á là cái chủ đề gọi là rất là dàn trải. Nó là một cái đề tài mà kiểu như á, từ ở trong truyền thống Việt Nam em có thể vẽ ra ngoài thế giới luôn, là liên quan tới Noel cũng là Tết mà đúng không? Những câu chúc Tết nè, những lời yêu thương, những bao lì xì cũng được, và mâm ngũ quả đúng không? Bánh chưng, bánh dày, giao thừa cũng được, bắn pháo bông cũng được. Cái này là cây mai á hả em? Cây mai cây đào á hả? Còn không á, em đưa một cái cây, một cái khăn màu nâu đen á, cái mình chấm màu hồng lên là nó thành cây đào, nó nhanh hơn đúng không? Giấy canh xong luôn hả? Vào giữ hen. Tết về rồi mọi người ơi, dễ thương. Cái vẻ màu nước là lên nền trước, nhắn chi tiết gần sau đúng không? Mới lên một vài nét thôi mà có ý rồi nè. Tốt quá đi. Thầy sẽ viết tặng cho các em. Thứ nhất là bạn Mai Trâm. Năm cũ đã qua, cùng nhau đón năm mới bình an muôn đời. Giàu có là có tiền á em. Nó thích chữ giàu. Gọi lên đây nhận nha chưa? Câu chúc an lành cho năm mới bình an. Hoa đào thơm tươi, hoa mai đua màu. Người người cầu may, an khang phúc lòng. Dù ở trong xa nào, dù có khó khăn nào, trở về nơi trong yên. Một bạn chữ giàu, một bạn chữ phúc, phúc thọ đó hả? Dễ thương, phú quý, chưa có khô. Tốt đó. Rồi cảm giác thư pháp Tết nè. Bây giờ thầy cho em chữ tâm đi ha. Đó, như thế này. Khi mà các em đi bút á, nó cũng thích hơn ha. Đó. Chữ tâm. Thầy quên đem dấu ấn theo rồi, nhưng mà viết về là được không? Dạ được. Được đúng không? Ok. Rồi chữ tài đi. Đó. Thành ra mọi dịp đó mấy em đi xin chữ mình thích hơn. Đó, chữ tài.